Sếp đi công tác về rồi đấy ạ. Đây, ngồi đây. Sao? Mấy hôm nay ở nhà công ty có vấn đề gì không em? Dạ, thưa sếp, mình vẫn còn một căn phòng chưa cho thuê được. Sao thế? Thì em nghe thì tin đồn là căn phòng này có ma. Có ma? Dạ. Tin đồn vớ vẩn đấy ở đâu ra thế? Thì mấy bác hàng xóm đấy chị. Bây giờ người ta nói căn phòng đấy ban đêm cứ có những tiếng hú hét rồi những cái tiếng khóc nỉ non. Mà mặc dù căn phòng đấy không có một ai ở. Thế em đã vào căn phòng đấy kiểm tra chưa? Ôi dồi ôi, làm sao mà em dám vào? Ui, thế đấy mà, chị. Gì đấy? Anh mà em. Anh làm em hết cả hồn. Trời ơi, em cứ thần hồn nát thần tính. Ban ngày ban mặt như này, lấy đâu ra mà. Anh ơi, thế thì anh lại không biết rồi. Hôm qua nhá, chính em nghe cô Lê nói với em là đã nhìn thấy nhá một người mặc quần áo trắng, tóc tai thì dựng đứng lên, máu me thì bê bết rồi. Ui, nói chung là mới nghe thì tôi ghét cả người rồi. Thật đấy. Thật. Lại được cái thằng này nữa. Ở chung cư này ai chả biết cô Lê là chúa buôn chuyện. Mà thôi, chị có việc giao cho hai đứa đây. Dạ. Quý, em chịu trách nhiệm điều tra vụ này cho chị, xem là cái tin đồn đấy từ đâu ra. Em ạ. Không em thì ai nữa. Đi đi. Em phụ trách truyền thông marketing của công ty. Em có biết là để tin đồn này xảy ra thì không thể lường trước được thất thoát của công ty không? Nhưng mà... Không nhưng gì hết. Còn Trang. Dạ. Em sẽ cùng với Quý điều tra vụ này. Nếu có em hỗ trợ, chị tin là sẽ sớm điều tra ra được vụ này thôi. Nhưng mà... Không nhưng gì hết. Việc này rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của công ty. Chị tin là hai đứa sẽ sớm điều tra ra thôi. Tập trung vào nhá. Vâng ạ. Này, em có chắc là cô Lê bảo là ma xuất hiện ở chỗ này không đấy? Đúng rồi, trong phòng 205 đây. 205 á? Mày ơi, em về đi, sợ quá. Này, bây giờ mà mình đi về, không vào trong làm sao bắt được ma? Anh định bắt ma ư? Tất nhiên, ma xuất hiện, anh thịt cả ma. Thôi, sao hôm nay anh dũng cảm thế? Ơi, không phải lo, anh thanh niên trai tráng sợ cái gì, anh sẽ bảo vệ em. Đây hai con ma đây. Hai con? Ừ, một nam một nữ. Cô Lê bảo thế. Cô Lê còn biết rõ được cả giới tính của ma nữa luôn. Đúng rồi, con ma nữ nhá, mặc váy trắng, tóc dài, đi vật vờ hành lang như này đấy. Còn con ma nam nhá, mồm máu phê 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 ghê lắm. Không sao cả, anh bảo vệ em được, không phải sợ. Nam nhi trai tráng, đi vào. Quý, Trang. Tôi đây với ma mãnh nào. Long à? Ôi Long, ôi bạn tôi ơi. Sao anh bảo em bảo vệ em cơ mà? Thì lúc nãy anh bảo, nhưng bây giờ anh gặp homie thì anh phải tình cảm tí chứ. Mà này, sao ăn thành Long gì mà nhanh hết cả mồm này? Ủa thế à? Ừ. Tại mất điện đấy. Rồi nhìn kinh gớm luôn á. Hết chưa? Rồi. Mà này sao tự nhiên đi ở đây? Thì mất điện thì cầm đèn hành lang xem thôi. Ôi trời ơi. Thôi hay vào nhà tôi ngồi đi. Tôi có đèn tính điện này. Ừ đi. Ê. Đi thôi. Hai người uống nước đi. Ừ. Trời ơi. Lớn từng nay rồi còn đi sợ ma. Em sợ. Em thì nói làm gì. Nhưng ông Quý đây này, nam nhi đại trượng phu, đi sợ ma thì làm sao mà bảo vệ được con gái. Thảo nào mà ông yêu bao nhiêu cô, trao cô nào bền. Được rồi, ok, tôi ghi nhận là tôi sợ. Nhưng mà đừng có mà được đà mà móc mỉa thôi nhá. Trong ba đứa đây này thì ông đang là cái đứa bình tĩnh nhất. Mà bình tĩnh thì nghĩ hộ xem là làm thế nào để bắt được cái con ma này đi. Đúng. Chứ không là bà Phương ấy, bà ấy rồ lên, bà ấy hóa thú lên, bà ấy trừ luôn cả hai đứa luôn á. Trời ơi, từ từ tôi nghĩ cách. À, tôi có cách rồi. Ừ, cách gì? Nhưng mà cách này phải đích thân bà Phương ra tay mới bắt được con ma đấy. Chị Phương á,
Ui, chị không làm việc đấy đâu. Ngoài bà Phương thì không ai có thể làm được cả. Ủa, nhưng vì sao? Ô, thế ông còn lạ gì bà Phương? Bà ấy mà xuất hiện nhá, đến quỷ thần tám phương mười hướng còn sợ chứ nói gì đến ma. Ừ, thì ông nói có lý, nhưng mà làm thế nào để bà ấy chịu đi bắt ma? Việc này cứ để tôi. Đừng đứng đấy, đừng đấy. Khóa lên chưa? Này, mọi người nghe đây này. Lát nữa con ma xuất hiện nhé. Không việc gì phải hoảng sợ cả. Cứ tập trung làm theo phương án của tôi. Trang nhá, em có tỏi đây rồi. Ok. Quý nhá, ông đang cầm cái chổi đấy là tôi đã tẩm nước tiểu rồi đấy. Ê, nhưng mà này, tại sao lại phải tẩm nước tiểu? Thì cô không biết à, ma nó rất sợ nước tiểu. Thôi cứ cầm đi, mất vệ sinh một tí nhưng mà được cái nó yên tâm nhá. Đành vậy, biết sao? Tí nó còn ma xuất hiện đấy. Ông cứ lao vào ông đập tới tấp cho tôi. Hả? Ôi, được rồi. Cũng mạnh tay. Được rồi. Để ra ma đi chơi đi. Việc á, từ căn phòng này không có một ai dám đến thuê nữa luôn. À, hiểu rồi. Tại sao em lại làm như thế? Em làm thế để làm gì? Do chị đuổi việc em uất đức quá nên em mới sinh ra túng quẫn nên mới làm như vậy chị ạ. Chị ơi, chị rơi cao đánh khẽ, chị tha lỗi cho em được không ạ? Em còn trẻ người non dạ chị ạ. Em có biết là chị đuổi việc em là bởi vì em làm việc thiếu trách nhiệm và không bao giờ hoàn thành công việc của mình không? Dạ em biết ạ, em biết hết ạ. Chị ơi, chị nể tình em từng là nhân viên của công ty, chị tha lỗi cho em cũng được không ạ? Em không chỉ có lỗi với một mình chị đâu, mà em có lỗi với toàn thể cư dân của tòa nhà này. Em dọa như thế khiến rất nhiều người sợ hãi đấy. Em cũng sợ ạ. Này, ông có biết là ông làm cho tôi mất 24 giờ, 24 phút, 24 giây cuộc đời sống trong lo lắng và hoảng sợ. Cũng may cho em là thiệt hại của việc lần này không quá nghiêm trọng. Nếu không thì chị sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế này đâu. Dạ vâng. Chị nghĩ là em nên nghiêm túc xem xét lại bản thân mình thay vì cứ đổ lỗi và trách cứ người khác. Nếu như em cứ làm việc thiếu chuyên nghiệp và thiếu nghiêm túc như thế này thì sẽ không có nhà tuyển dụng nào muốn làm việc với em đâu. Mà ông móc đâu ra cái tiếng cười khanh khách đáng sợ đấy? Thì cứ tải nhạc trên mạng về xong bật là xong gì đâu. Trời ơi. Thôi, bây giờ em về đi. Chị sẽ coi như chưa có việc gì xảy ra cả. Ô, thế hả chị? Chị tha lỗi cho em ạ? Ôi ôi, em cảm ơn chị ạ. Em cảm ơn chị đã dâng cao đánh khẽ. Em cảm ơn hai người ạ. Em xin phép em về chị nhá. Chào mọi người ạ. Trang này. Dạ. Qua sự việc lần này em cũng phải rút kinh nghiệm đấy. Nếu như khách hàng cũ trả nhà thì em cần phải rà soát lại toàn bộ căn hộ. Nếu như cần thiết thì phải thay luôn ổ khóa để cho an toàn cho khách sau.
Chứ cứ để tình trạng này xảy ra là rất ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty. Em phải hết sức để ý đấy nhá. Dạ em nhớ rồi ạ. Sao? Thế hai đứa còn sợ ma nữa không? Vẫn ạ. Rồi. Chị còn thấy sợ hai đứa hơn cả sợ ma luôn đấy. Mà anh sợ chứ. Không có thể đủ nghĩa.